Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đổi gió một chút, mình sẽ đi ra khỏi phòng của mình và chúng ta hãy cùng đi Thrift store. Và trước khi đi Thrift thì chúng ta hãy đến một nơi để lấy một chút đồ uống nhé. Bây giờ chúng mình vừa ra khỏi cái quán trà sữa và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến trung tâm downtown để đến cái Thrift store nhé. Thì bọn mình vừa mới đến một cái tiệm thrift store tên là Creative Recycle. Tiệm này thì mình được bạn mình giới thiệu qua và trước đây mình chưa bao giờ đi, thế nên là chúng ta hãy cùng thử xem trong đấy có gì nhá. Mình mới tìm được quần này, mà không biết có vừa không, đây hơi to, để thử. Của ghi quần này, cái brand rất là basic. Hay vô số rất nhiều những cái bên chi rất cứng. Giờ mới tìm được hai cái áo này, trông cũng được. Thì mình sẽ đi thử. Xin chào bạn, mình vừa mới rời khỏi tiệm Artifact và mình vừa mới có được một món đồ ở đây. Tiếp mình về nhà mình sẽ cho các bạn xem mình có được món đồ gì nhá. Bây giờ thì sẽ cùng đến với cả tiệm tiếp theo. Tại thì mình vừa mới đến cái tiệm thrift store và bây giờ đằng sau lưng mình đây chính là cái bảng hiệu của nó. Bây giờ mình sẽ vào trong để xem là cái tiệm đấy có những cái gì nhá.
Cửa đằng kia kìa. Vì vậy sẽ đi vào nhá. Hiện tại thì mình vừa mới đi ra khỏi cái store đấy và đây là những cái món đồ mình đã mua. Bây giờ thì mình sẽ đến một cái tiệm thrift store cuối cùng. Đằng sau mình là cửa hàng tên là Goodwill. Goodwill là một cái hệ thống donation của Mỹ. Và khi mà các bạn có những cái món đồ cũ các bạn không dùng đến thì các bạn sẽ mang đến tiệm Goodwill này. Mình rất là hay mua quần ở Goodwill tại vì quần ở Goodwill thứ nhất giá rất là rẻ. Thứ hai là có những cái quần baggy mà ở ngoài rất là khó để kiếm. Ngoài những cái món đồ quần áo ra thì Goodwill còn có rất là nhiều những cái món đồ khác như là bát đĩa, đồ thể thao, đồ gia dụng. Tất tần tật mọi thứ. Khác với những cái tiệm thrift store khác thì Goodwill chuyên về những cái đồ cũ hơn, là những cái món đồ vintage. Và các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều những cái món đồ như là Nike, Adidas, Jordan. Rất là nhiều những cái hãng hiện đại như bây giờ trong Goodwill với giá rất là rẻ. Và chia sẻ thật với các bạn là cầm cái máy quay này ở nơi công cộng rất là ngại luôn. Ghê không? Chào mừng các bạn đã trở lại với căn phòng quen thuộc của mình. Như mình đã nói ở đầu video thì sau khi chúng ta đi shopping từ thrift store về, mình sẽ ngồi đây và sẽ cho các bạn xem những cái món đồ mình đã mua. Và ở nửa đầu video thì mình đã đi tổng cộng 3 cái thrift store. Và mình sẽ lần lượt cho các bạn xem ở từng cái thrift store mình đã mua những cái món đồ gì. Tuy nhiên ở cái cửa hàng thrift store đầu tiên có tên là Artifact Creative Recycle thì có một cái món đồ mình rất là thích và mình muốn để dành đến tận cuối video. Thế nên là mình sẽ skip cái thrift store đầu tiên và đi thẳng vào cái thrift store thứ hai nhé. Ở cái thrift store thứ hai thì như các bạn đã nhìn thấy cái bảng thì nó ghi là $2 cho mỗi món quần áo. Và mình vào đấy thì đúng như vậy, mỗi món quần áo chỉ có $2, tức là chỉ có 40.000. Và mình đã pick up được 2 món đồ ở cửa hàng đấy. Cửa hàng thì có phong cách rất là vintage. Ngoài ra một cái điểm cộng của cái store đấy đó chính là cái bà chủ đấy rất là thân thiện luôn. Bà còn có một cái con chó rất là dễ thương và mình vẫn rất là sợ chó, tại mình bị chó đuổi rất là nhiều lần. Món đồ đầu tiên mình pick up ở cửa hàng đấy đó chính là chiếc áo này. Chiếc áo này là một chiếc áo Cuban hay là bowling shirt. Chiếc áo này gọi là Cuban shirt tại vì cái cổ áo này bè ra khác với những cái áo sơ mi bình thường. Chiếc áo này có một cái phối màu mà mình phải nói là rất là đẹp. Ở mặt sau của áo thì là đen trơn, có hình green, có ghi là Johnny Angel và một cặp cánh. Mình không biết Johnny là ai mà mình cũng không phải là thiên thần của Johnny, nhưng mà mình phải công nhận là chiếc áo này rất là đẹp. Và cái áo này có một cái watch rất là nhìn rất là cũ, rất là vintage. Cái label đây thì có ghi là Port Authority. Thì nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể tìm xem, mình nghĩ đây là tên hãng. Chiếc áo này size L, tức là size large. Mình thì bình thường mình chỉ mặc size medium thôi. Nhưng mà thường thì những chiếc áo vintage fit thường nhỏ hơn so với những cái áo hiện đại bây giờ. Thế nên là các bạn, nếu mà các bạn đi thrift store thì các bạn đừng quên chiếc áo những cái size lớn hơn. Tại vì nói thật là những cái đồ vintage fit rất là kỳ quái luôn. Chất lượng vải thì dày dặn, giống như chiếc áo Dickies, sờ rất là chắc chắn luôn. Và hiện giờ thì mình rất là thích những chiếc áo sơ mi, thế nên là đây là một cái món đồ mình rất là thích. Món đồ thứ hai là một chiếc áo sơ mi này, một trong những món đồ rất là chất lượng cái đợt shopping vừa rồi. Và cái fit của cái áo này mình phải nói là rất là đẹp luôn. Mình tìm kiếm một cái áo sơ mi có cái fit đẹp rất là lâu rồi. Tuy nhiên ở hầu hết những cái shop thì họ bán những cái áo sơ mi slim fit, những cái fit hiện đại như bây giờ cho những cái công việc công sở, mình không thích cái fit đấy. Mình muốn cái fit baggy, một cái fit relax hơn. Và chiếc áo này có một cái fit đầy đủ những cái yêu cầu mình muốn. Tay áo rất là rộng, nó không bó như những áo sơ mi hiện đại bây giờ. Chiếc áo này của hãng Club Room và cái fit là regular fit, chất liệu rất là thoải mái luôn. Mỏng hơn rất nhiều so với chiếc áo đầu tiên nhưng mà cũng không quá mỏng. Thực sự là chiếc áo này không có gì để bàn nữa. Nó đẹp kinh khủng luôn ấy. Vẫn là $2, tức là tổng cộng $4 cho 2 món đồ. Món hời đấy.
chuyển sang cái cửa hàng thứ ba, thì cái cửa hàng thứ ba có tên là Goodwill. Goodwill là một trong những cái chuỗi cửa hàng donate hay là từ thiện lớn nhất nước Mỹ. Để mình nói sơ qua cho các bạn cái cách hoạt động của Goodwill nhá. Đầu tiên thì các bạn có những cái món quần áo cũ không dùng nhưng vẫn có thể dùng được, thì thay vì vứt đi các bạn có thể mang đến Goodwill, và ở Goodwill thì người ta sẽ cho làm sạch, làm mới để đem bán. Và số tiền mà Goodwill kiếm được từ việc bán những cái món đồ cũ sẽ được sử dụng để làm từ thiện. Vì thế khi mua đồ Goodwill thì không những các bạn có những cái món đồ giá rẻ mà các bạn còn có thể đóng góp một cái phần công sức nhỏ trong việc giúp đỡ những cái người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên là so sánh cửa hàng thứ hai thì giá ở Goodwill có vẻ đắt hơn một chút. Đổi lại đấy thì chất lượng của những cái món đồ ở Goodwill có vẻ cao hơn và có vẻ sạch sẽ hơn một chút. Và đây là món đồ mà mình đã cóp được ở Goodwill. Chiếc áo này là một chiếc áo flannel, sự là rất là mới, còn rất là mới luôn. Chiếc áo này ở cái hãng tên là Track, lại một cái phối màu rất là dễ phối đồ. Chiếc áo này có hai cái túi, hai cái pocket ở trước ngực, ở đằng sau thì trơn bình thường thôi. Chất lượng nỉ khá là dày và mình cảm giác là mình có thể sử dụng chiếc áo này như là một cái áo khoác. Mùa thu đang gần đến thì ở bên mình cũng như ở Việt Nam, mùa thu nó không quá nóng cũng không quá lạnh, thỉnh thoảng nó hơi se lạnh, và chiếc áo này rất là phù hợp tại vì nó như một chiếc áo khoác nhẹ. Khi mà nóng thì các bạn có thể cởi ra bỏ vào ba lô rất là nhẹ gọn, và khi mà trời về chiều tối trở lạnh thì các bạn có thể bỏ ra khoác ở bên ngoài như một chiếc áo khoác. Như mình đã nói thì những chiếc áo vintage, những chiếc áo cũ, cái size rất là dị. Và chiếc áo này ở size XL, tức là extra large. Chiếc áo này thì có giá là $7.99, tính ra tiếng Việt là... Mình hầu như là chưa bao giờ mặc cái áo flannel nào cả, thế nên là đây sẽ là chiếc áo flannel đầu tiên của mình. Đó là cửa hàng thứ ba Goodwill, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cửa hàng đầu tiên. Đầu tiên, món đồ đầu tiên mình mua được đó chính là chiếc áo case này. Điều mình thích của chiếc áo này đó chính là chiếc áo này có rất là nhiều túi, có đến 1, 2, 3, 4 cái túi, và nó hơi mang hơi hướng army quân đội. Như bạn thấy thì có 4 chiếc túi ở đây, 2 chiếc túi dưới, 2 chiếc túi ở trên, có cầu vai ở hai bên. Ngày xưa mình rất là thích mặc áo cầu vai, không hiểu sao luôn. Cổ áo thì được làm như kiểu raw copper của YKK, chất lượng rất là tuyệt vời luôn, rất là êm. Điều mình cực kỳ thích của chiếc áo này đó chính là những cái chi tiết nhỏ, như kiểu những cái cúc này được có chữ case, những cái chi tiết branding được thêu ở trên túi. Ở bên trong thì có những cái dòng branding được làm chạy dọc theo cái collar, tức là cái cổ áo. Size M fit khá là ôm, ước gì nó to hơn chút. Chất liệu khá là mỏng, mình cảm giác còn mỏng hơn là cái flannel lúc nãy. Chiếc áo này thì có giá là $14, một cái giá không quá tệ cho một cái hãng thời trang như là case. Và cùng với cửa hàng đấy, món đồ cuối cùng, một cái món đồ mà mình phải gọi là rất là thích luôn, một cái món hơi nhất mà từ trước đến giờ mình đi thrift store được. Đây là cái món đồ mà mình đã nói từ đầu đến giờ. Đây là một chiếc áo bomber của Alpha Industries. Alpha Industries là một cái hãng mà nổi tiếng trong việc làm bomber cho phi công từ lâu lắm rồi ấy, từ ngày xưa luôn á. Và ở cái tiệm artifact đấy thì mình đã cóp được chiếc áo này, phải gọi là bất ngờ, cực kỳ bất ngờ luôn. Bất ngờ hơn là chiếc áo này ở trong cái tình trạng mới tinh, tức là còn nguyên tác. Chiếc áo này có màu kiểu màu xám, màu thuốc súng ấy. Chi tiết rất là đẹp, có cái patch ở trước ngực này, có hai cái túi rất là to bên cạnh. Khác với cái kiểu dáng bomber phổ biến thì chiếc áo này có cổ ở đây. Ở bên tay thì có một cái túi, ở trên cái zipper thì được treo cái fly tag, có ghi là remove before fly. Theo thằng bạn mình học phi công thì cái tag này được dính vào những cái món đồ phụ kiện ở trên máy bay, và trước khi các bạn lắp vào thì các bạn sẽ phải remove nó, các bạn phải tháo ra. Ngoài ra bên cạnh đấy thì có cái logo của Alpha Industry. Nếu như các bạn đã xem những cái video trước của mình thì mình đã từng nói là cái áo bomber của Ford là một trong cái áo mà có cái fit phải gọi là cực kỳ đẹp. Thì cái áo này có cái fit tương tự như cái bomber của Ford. Tuy nhiên là mình thấy chất lượng có vẻ cao hơn, nhiều chi tiết hay hơn. Và đặc biệt là như mình đã nói, Alpha Industry là một trong cái hãng nổi tiếng trong việc làm bomber. Chất liệu của chiếc áo này cực kỳ dày luôn, chắc chắn là mình không thể mặc ở trong mùa thu được, và mình phải đợi đến mùa đông. Mình không thể chờ đến mùa đông để mình mặc những cái áo này. Mình đã chuẩn bị rất là nhiều những cái món đồ mùa đông, tuy nhiên là vẫn là mùa hè, thế nên là mình rất háo hức đợi đến mùa đông. Chiếc áo này size medium cực kỳ fit với mình luôn. Và một cái điều mà biến chiếc áo này trở thành một cái món đồ steal ở trong cái đợt shopping vừa rồi đó chính là giá của cái áo này. Các bạn biết là cái áo này có giá bao nhiêu không? Ở trên web của Alpha Industry, chiếc áo này có giá là $150, nhưng mà mình mua chiếc áo này chỉ với giá là $22 thôi đấy. 22.
22. Một món đồ phải gọi là cực kỳ steal cho mình. Và nếu các bạn quan tâm đến chiếc áo này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới. Đó là tất cả những món quần áo mình mua được. Ngoài quần áo ra thì mình còn có mua được một số món đồ linh tinh nữa. Và món đồ đầu tiên mình mua được ở Woodview đó chính là một cái hộp này. Đây chỉ là một chiếc hộp có chia thành nhiều những cái ngăn nhỏ. Và mình muốn mua cái này để có thể để những cái món đồ trang sức của mình, có thể nhẫn, để vòng cổ ở trong cái này để cho nó đỡ bị rối, đỡ bị lẫn lộn vào nhau. Bình thường thì mình sẽ để những cái món đồ trang sức của mình vào những cái bát như thế này. Tuy nhiên mình nhận thấy một điều là khi các bạn để lẫn lộn này thì những cái vòng, những cái dây chuyền của mình sẽ bị rối, sẽ bị quấn vào những cái nhẫn hoặc là quấn vào những cái chain. Vì thế thì mình đã mua cái hộp này. Mình mua cái hộp này để mình có thể để riêng những cái món đồ ra. Chiếc hộp này mình mua là 99 cent, tức là chưa đến nổi một đô luôn. Rất là thích cái màu này, chả hiểu sao mình rất là thích cái màu nổi như thế này. Món đồ thứ hai là một cái món đồ mà mình đã mua được ở một cái thrift store khác. Ở chỗ đấy thì mình chỉ đi chơi với bạn thôi và mình không quay lại. Và mình đã có được một chiếc máy ảnh phim ở đây. Chiếc máy này là một chiếc máy Canon chụp phim. Mình cũng chưa thử xem là cái máy này có dùng được hay không, nhưng mà hy vọng là nó dùng được. Mình rất là muốn chụp ảnh phim từ lâu lắm rồi, và đây là một cơ hội để mình có thể thử sức trải nghiệm cái máy ảnh phim. Mở ra ở bên trong những cái lẫy, những cái chốt còn rất là mới, còn nguyên luôn. Và chiếc máy ảnh này thì mình mua với giá là $3.99, tức là hơn 80.000. 80.000 cho một cái máy ảnh, kể cả cái này không chụp được thì nó vẫn là một cái mô hình rất là đẹp. Hy vọng là chiếc máy ảnh này sẽ hoạt động tốt. Và đó là tất cả những gì mà mình đã mua được trong cái đợt đi thrift store vừa rồi. Và mình phải nói là cầm máy đi vlog ngoài trời cực kỳ ngại luôn, ngại kinh khủng. Và nếu các bạn muốn xem thêm nhiều cái video vlog ngoài trời như này nữa thì các bạn hãy like và hãy comment xuống dưới để cho mình biết nhé. Ngoài ra thì mình muốn bật mí cho các bạn, đó chính là gần đây thì mình mới được gửi thêm một số món đồ, và có thể video sắp tới thì mình sẽ làm một cái video haul cho các bạn nếu như mình không bị mụn. Nếu bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe channel của mình. Ngoài ra cũng đừng quên follow mình ở trên Instagram, tại vì mình sẽ post những tấm ảnh outfit của mình ở trên đó. Link Insta cũng như Facebook của mình thì mình sẽ để dưới phần mô tả video này. Và như mọi khi, tạm biệt và hẹn không biết bao giờ gặp lại. Alo, anh Bình Gôn đây phải không ạ? Anh đây. Em là em, anh Mạnh đi, dạo này anh có khỏe không ạ? Vẫn thế. À dạ vâng, em có tí việc quan trọng định nhờ anh giúp. Nói luôn. Anh mà giúp được em lần này thì suốt đời đội ơn anh.